Nam Anh kính chào quý vị. Hôm nay thứ ba 7 tháng 4 năm 2020. Đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay gồm có phóng sự may khẩu trang cung cấp cho các cơ quan y tế và bài phân tích chính trị của nhà văn Trần Trung Đạo. Ai là lính đánh thuê? Để mở đầu, Nam Anh kính mời quý vị theo dõi phóng sự may khẩu trang phòng chống COVID-19 tặng cho các bệnh viện do Minh Thúy và Destiny Nguyễn thực hiện từ Richmond, Virginia. Dusty xin kính chào quý vị. Trong cơn khủng hoảng về tinh thần và vật chất do đại dịch coronavirus bao trùm lên toàn thế giới và với một hệ thống minh bạch thì Hoa Kỳ đã trở thành một nước có nhiều người nhiễm bệnh và số tử vong ngày càng tăng đến mức đáng sợ. Và trong tình hình này thì những nhà thương tại Hoa Kỳ cũng lên tiếng rằng họ đang thiếu hụt những dụng cụ y tế, nhất là khẩu trang. Vì vậy, để giúp những y bác sĩ ở tuyến đầu đang ngày đêm cứu người thì một số người Mỹ gốc Việt đã tự nguyện may những khẩu trang tại nhà, tại các tiệm nail hay các tiệm spa mà bây giờ đã được đóng cửa theo lệnh của chính phủ. Thì hiện giờ Disney đang có mặt tại Perception Organic Spa tại thành phố Richmond, Virginia. Thì nơi đây là những người Mỹ gốc Việt cũng ngày đêm may những khẩu trang để giúp cho các nhà thương trong vùng tại thành phố Richmond, Virginia. Và cũng được biết rằng thành phố Richmond, Virginia cũng là một trong những thành phố có số người nhiễm bệnh và đã có một số người tử vong cao tại tiểu bang Virginia hiện nay. Chúng tôi kính mời quý vị theo dõi một vài hình ảnh sau đây. Và đứng kế bên Destiny đây là cô Chloe, đại diện cho Perception Organic Spa. Và Destiny sẽ có một vài câu hỏi là xin Chloe cho biết là vì sao là mình có cái ý tưởng để làm những cái mask này để đóng góp vào những nhà thương ở local này vậy Chloe? Thì những cái ý tưởng này được đưa ra là từ chủ của Perception. Và chỗ của em muốn được ủng hộ những gì mình có thể làm được ngay cái thời điểm này cho tất cả các bệnh viện và y tá và các bác sĩ đang làm việc rất là cực lực cho các bệnh nhân của nhiễm bệnh coronavirus. Yeah. Thì Chloe có thể cho quý khán giả thấy là cái mask của mình may như thế nào hay không? Yeah. Thì sau khi mà hoàn thành may với lại vải cô tông thì bên em có làm ties để mà cho các bác sĩ y tá có thể đeo dễ dàng hơn và có thể đúng size với cái khuôn mặt của họ. Và sau khi rửa sạch thì có chuẩn bị trong này filter. Và filter này là nên warm vent filter thì cái này có thể sử dụng lại được. Và sau đó thì mình pack mỗi individual pack như thế này và cho thêm 3 hoặc là 4 filter gì đó để mà họ có thể thay. Và sau đó nữa là tụi em tạo điều kiện cho các bé ở nhà ghi những cái thông điệp nhỏ mà để bỏ vào á. Nó rất là ý nghĩa và khi mà các y tá bác sĩ có thể thấy được thì họ tạo động lực rất là nhiều ạ. Cho được bao nhiêu nhà thương ở Richmond này rồi thưa Chloe? Hiện tại là cái batch đầu tiên là 80 cái là đã cho VCU Gay 5. Sau đó thì đã cho được St. Mary của Bon Secure và tụi em vẫn đang đợi họ tới pick up. Thì hiện tại là đã làm được hơn 500 cái khẩu trang như thế này ạ. Thì hiện là vẫn có mục tiêu là sẽ làm nhiều hơn nữa. Và tụi em muốn là những cái ý tưởng này có thể là đưa đến với tất cả mọi người ở Richmond nói riêng nhưng mà toàn nước Mỹ nói chung để có thể giúp cho toàn bộ các y bác sĩ làm việc tốt hơn. Có, dạ. Vậy thì ví dụ như ở Richmond có người muốn phụ may thì có thể tới đây pick up vải đã cắt rồi hay là Chloe có thể delivery cho đến cho người ta may hay làm sao? Tụi em social distance, tụi em muốn là contactless thì một là có thể donate vải, order vải và deliver thẳng tới đây thì tụi em sẽ cắt vải và may và giúp đỡ là kêu gọi mọi người cùng nhau ở nhà để mà may những cái khẩu trang này. Đó cũng là một cách.
Còn những cái vị khách của Perception đó, họ cũng rất là tốt bụng, họ donate vải, họ cũng delivery vải tới đây và họ cũng tạo nhiều rất là nhiều động lực. Cho nên là em nghĩ đó là một cách để mà mình có thể mua vải và may tại nhà nếu có những cái máy may gia đình nhỏ cũng sao hết. Nếu mà muốn email á, thì email vào info@perceptionorganicsspa.com. Đó là cách dễ dàng nhất để mà contact. Có những cái đóng góp gì đó thì em nghĩ là email sẽ là cách tốt nhất. Và cùng với đó nữa là Perception có cung cấp hand sanitizer cho San Organic Small Play, là cái nhà hàng cùng chung một công ty, là để cho mỗi order ở đây á, họ có thể lấy được một, họ nhận được một cái hand sanitizer for free. Cái chai hand sanitizer khách hàng sẽ được nhận free khi mà order đồ tại order take out tại nhà hàng San Organic Small Play, ngang với cái Perception Organic Spa, nó cùng chung một chủ nhân. Yeah, so this is all handmade and organic ingredients. And then mình cũng lên check hết FDA and then CDC, like what contained in here. And then muốn làm những cái này để mà giúp cho những người không có hand sanitizer thì thời điểm hiện tại họ có thể cảm thấy thoải mái hơn, và trong khi đó là phải đi ra ngoài đường và pick up đồ ăn thì họ sẽ cảm thấy an toàn hơn. Đó là cái điều mà cả bên Perception và San Organic Small Place muốn gửi đến cho tất cả các khách hàng ạ. Và phía sau lưng Destiny đây á, là những người thợ ngày đêm đã may rất là nhiều cái mask. Trong thời gian này người ta đang cần mình support, mình help người ta. Còn hồi đó thì khi mà có gì thì mọi người cũng support each other. Hy vọng không có may đẹp nhưng mà Alice làm được cái này giúp cho mọi người là vui rồi. With pocket and filter. And then today we're going to give her 80 of them. And then it's all ready for using, yeah. Perfect. Oh my goodness, this is great. Oh, this is perfect. This will be wonderful. This will be great for our teams. Thank you guys so much. With the filters and everything, that's perfect. Exactly what we need. Yeah. Thank you. Yes, thank you. Well, right now, I mean, for the last several weeks, we've really just been preparing, converting our inpatient units to be dedicated respiratory units for COVID positive patients and COVID rule out patients. So we have several units that are now dedicated to that patient population. And I mean, it's very intense for our staff, for our nurses and physicians, putting all of the personal protective equipment on, going into the rooms. So we're really ensuring that our staff have additional support to help them doing other tasks so that they can really focus on just caring for their patients. What do you recommend right now if somebody got sick, what they should do? The first thing that I would recommend, everyone take their temperature every twice a day and record it. Just self-monitor yourself, because one of the first symptoms really is a fever. Almost even before you feel bad, you have a fever. So monitoring your temperature and taking that every day. The first thing would be to call your doctor and talk through your symptoms. And then the doctor will direct you where the best place to go is. BetterMed is doing tests now on an outpatient perspective. But based on your symptoms, you may need to go to the emergency room. But the best thing to do is talk to your doctor first. Most cases in reality are mild. 80% of the cases are mild, and it's really that 20% of people who have underlying chronic conditions that really can get into
more respiratory trouble. The biggest thing is staying home. Now the CDC, as of yesterday, did recommend that everyone wear masks out in public. I think continuing to wash your hands, continuing to use hand sanitizer. So when you do go to the grocery store, after you touch something, always remember to wash your hands and sanitize. And one of the biggest things with the mask is also it helps to prevent you from touching your face. That is really one of the other biggest ways that we're transmitting it, is that unknowingly you touch your face, you know, about 20 times an hour, they say. And that is really what continues to create the spread. So staying home, really limiting your interaction to those people that you live with, wash your hands, and wear a mask now out in public. Destiny tường trình cho SBTN từ Richmond, Virginia.